Tính đến thời điểm sáng 25 tháng 10, tại khu vực huyện Gio Linh, lực lượng đồn biên phòng Triệu Vân đã kêu gọi 257 tàu thuyền các loại vào khu neo đậu tàu thuyền tránh chú bão phía nam cửa Việt để tránh thời tiết xấu trên biển. Trong đó có 230 tàu thuyền nội tỉnh, 27 tàu thuyền ngoại tỉnh. Tôi đã đánh bắt từ vùng biển người Giá Táng Khánh Hòa. Tôi vừa làm lính thế này rồi bảo nghe thông tin bảo ảnh hưởng miền Trung rồi phải đưa tàu vào Quảng Trị cửa Việt để náo tạnh tủ báo phải vào hồi sáng đây. Toàn tỉnh hiện có hơn 2.600 tàu thuyền các loại với trên 6.000 thuyền viên. Đến nay, các tàu đều đã vào neo đậu an toàn ở các bến trong tỉnh. Một số tàu đang neo đậu tại các bến Nghệ An, Phú Yên, Vũng Tàu. Các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã huy động cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai nếu có. Chúng tôi đã chuẩn bị là các biện pháp đảm bảo 4 tại chỗ và phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương để sẵn sàng để triển khai các kế hoạch xử lý các tình huống khi là thời tiết xấu hoặc bão số 6 để vào đất liền. Thứ ba nữa là trước khi chuẩn bị bão vào thì chúng tôi đã là tập trung kêu gọi các tàu thuyền hiện nay là đang còn là hoạt động ở trên biển và là trong cái khu vực mà là có thời tiết xấu để sẵn sàng là cơ động vòng tránh và là vào bờ để là neo đậu tại cái âu cảng cá cửa Việt. Trong những ngày tới, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp cùng các cơ quan đơn vị tiếp tục thông báo, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm thời tiết xấu trên biển, thống kê và kiểm đếm, kiểm soát tàu thuyền, lồng bè, các chòi canh, nuôi trồng thủy sản, cũng như cắt cử lực lượng đảm bảo an toàn tài sản trên các tàu thuyền vào neo đậu tại khu tránh chú bão.